Thao 1 chào mừng quý vị và các bạn đến với trận chung kết hạng cân 71kg giải vô địch Muay Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 giữa Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Bá Huỳnh. Nguyễn Thanh Tùng là một tài năng võ thuật đã quá quen thuộc trên các sân đài Việt Nam cũng như quốc tế ở môn Muay Thái và Kickboxing. Đối thủ của Thanh Tùng là Nguyễn Bá Huỳnh của trung tâm California. Nguyễn Thanh Tùng có đẳng cấp của một nhà vô địch. Trong khi đó, Nguyễn Bá Huỳnh, võ sĩ còn được biết tới với cái tên Lai Trực Nguyễn, lại xem đối thủ mạnh hơn là một trải nghiệm của bản thân. Nhập trận với tinh thần cao nhất nên trận đấu trở nên rất hấp dẫn, đúng tính chất của một trận chung kết. Chàng trai này là Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Bá Huỳnh. Ở tuổi 24, nhưng Thanh Tùng đã giữ một thành tích rất đáng nể. 3 năm liên tiếp gần nhất, Thanh Tùng đều không có đối thủ ở giải vô địch Muay toàn quốc, thâu tóm huy chương vàng Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2018. Ở đấu trường quốc tế, Nguyễn Thanh Tùng cũng đã có một tấm huy chương đồng Asian Indoor Game và một huy chương bạc giải thế giới WMO vào năm 2018. Nhưng ngoài các sàn đài nghiệp dư, Nguyễn Thanh Tùng cũng thường xuyên được cọ sát ở các sàn đấu Muay và Kickboxing chuyên nghiệp. Chính vì vậy, hồi tháng 9 năm 2019, Nguyễn Thanh Tùng từng được tổ chức võ thuật lớn nhất châu Á là One Championship ký hợp đồng. Điểm mạnh của Nguyễn Thanh Tùng là nền tảng thể lực cùng những đòn gối rất nặng và hiệu quả. Bây giờ, mời quý vị và các bạn tập trung xem diễn biến trận đấu để phần nào thấy sức mạnh của võ sĩ trẻ tài năng này. Thank you.
trận đấu đã khép lại. Dù rất nỗ lực để tạo ra trận đấu hấp dẫn, nhưng Nguyễn Bá Huỳnh đã không thể làm nên bất ngờ trước Nguyễn Thanh Tùng. Nguyễn Thanh Tùng giành huy chương vàng hạng 71kg. Đây là tấm huy chương vàng thứ 2 trong năm 2020 của Thanh Tùng. Trước đó vào tháng 6, võ sĩ sinh năm 1996 này cũng đã giành huy chương vàng tại giải vô địch các câu lạc bộ môi toàn quốc ở Mỹ Tho. Trong khi đó, Nguyễn Bá Huỳnh hài lòng với tấm huy chương bạc vì xem trận chung kết này là cơ hội để lắng nghe, học hỏi và cải thiện bản thân.